Tam quốc diễn nghĩa, Trường Giang cuồn cuộn chảy về đông, sóng dập dồn đại hết anh hùng, được thua phải trái thoát thành không, non xanh nguyên vẹn cũ, mấy đồ bóng tà hồng. Bạn đầu bạc ngư tiều trên bãi, mảnh trăng thanh gió mát vui chơi, gặp nhau hồ rượu đầy dơi, xưa nay bao nhiêu việc phó mạch cuộc nói cười. Hồi 66, Quách Gia dặn kế định Liêu Đông. Cao Cán chưa tin, chỉ bảo hai tướng lên cửa ải nói chuyện. Hai tướng cởi giáp xuống ngựa đi vào rồi bảo Cán: quân Tào mới đến, nhân dịp lòng quân chưa yên kéo ra cướp trại, hai chúng tôi tình nguyện đi đầu. Cán mừng lắm theo lời ấy, đến đêm sai hai tướng họ Lã đi trước, còn Cao Cán dẫn hơn vạn quân kéo theo. Gần đến trại Tào, bỗng có tiếng reo ầm ĩ, quân mai phục bốn phía xông ra. Cán biết là mắc mẹo, vội quay về Hồ Quan thì nhạc tiếng Lý Điện đã cướp được thành rồi. Cao Cán cũng được chạy thoát, sang nhờ viện Hung Nô Tháo lĩnh binh đóng giữ cửa ải, rồi sai người đuổi Cao Cán. Cán đến địa phận của đất Hung Nô thì gặp ngay vua Bắc Phiến Tả Hiền Vương. Cán xuống người quỳ lạy thưa rằng: Tào Tháo lấn cướp mất cả bờ cõi, nên lại muốn xâm phạm đất đai của ngài, xin ngài cứu viện góp sức cùng tôi đánh lấy lại để giữ vững phương Bắc. Tả Hiền Vương nói: ta cùng Tào Tháo không thù hằn gì với nhau, lẽ đâu Tháo xâm phạm vào đất nước ta, ngươi lại muốn cho ta kết quán với họ Tào hay sao? Nói rồi mắng đuổi Cao Cán đi. Cán cùng đường buộc phải sang theo Lưu Biểu, đi đến Thượng Lộ thì bị Đô úy Vương Viêm giết, đem đầu dân Tào Tháo, Tháo phong cho Viêm tước hầu. Bình định xong Tinh Châu, Tháo bằng định quay sang phía Tây đánh Âu Hoàng. Bọn Tào Hồng nói: Viên Hy Viên Thượng binh thua tướng mất, sức hết thế cùng, đã trốn tránh sang miền sa mạc, nay ta đưa quân sang tận phía Tây. Nếu Lưu Biểu, Lưu Bị thừa cơ đánh đốc Hứa Đô, Tào Tháo ứng không kịp, tai họa không phải nhỏ, xin hãy kéo quân về là hơn cả. Quách Gia nói: các ông nói sai cả rồi, chúa công tuy uy danh lừng lẫy khắp thiên hạ, nhưng người ở nơi sa mạc, cậy thế xa xôi hiểm trở, tất không phòng bị, nhân chỗ sơ hở, ta đánh cho thật mau lẹ thì chắc phá được. Giả lại Ô Hoàng mang ơn Viên Thiệu, mà hai anh em Viên Hy, Viên Thượng nay hãy còn sống, thế nào cũng phải trừ đi mới xong, còn Lưu Biểu chỉ là hạng người ngồi nói chuyện suông thôi. Biểu tự biết không đủ tài để đối phó với Lưu Bị, dùng bị giao dịch to thì sợ không khống chế nổi, còn dùng giao dịch nhỏ chắc bị không chịu làm. Dù ta có bỏ nước mà kéo quân đi đánh xa, các ông cũng đừng lo. Thảo nói: lời phụng hiếu rất đúng. Lập tức huy động ba quân và vài nghìn cỗ xe rầm rộ kéo đi. Dọc đường cát vàng bay ngát, gió bão bốn bề, đường xá gập ghềnh, người ngựa khó nhọc. Thảo có ý muốn quay trở về, bèn hỏi Quách Gia. Lúc ấy Gia không quen thủy thổ, ốm nằm trong xe. Tháo khóc nói: vì ta muốn bình định miền sa mạc, khiến ông phải đi xa vất vả đến nỗi mất bệnh, ta yên tâm sao được. Gia nói: tôi đội ơn sâu của thừa tướng, dù có chết cũng chưa đền được muôn một. Tháo nói: ta thấy dùng bắc hiểm trở, muốn rút luôn về, ông thấy thế nào? Gia nói: việc binh cốt mâu lệ nên đi đánh xa hàng ngàn dặm, lương thực khí giới nhiều nhưng khó mang theo, không bằng đem khinh binh rút đường đến đánh bất ngờ, nhưng phải có người thuộc đường tắt đi hướng dẫn mới được. Thảo cho Quách Gia ở lại Dịch Châu dưỡng bệnh rồi sai tìm người hướng đạo. Có người giới thiệu Điền Trù là tướng cũ Viên Thiệu. Tháo gọi lại hỏi. Trù nói: đường này về mùa hạ và mùa thu có nước, chỗ nông xe ngựa không đi được, chỗ sâu lại không chở được thuyền bè, khó hành quân lắm. Chỉ bằng trở lại từ cửa Lư Long vượt Bạch Đàn hiểm trở, qua vùng đất Quan đến sát Liễu Thành mà đánh úp, chỉ một trận là bắt sống được Thập Đốn. Tháo nghe theo, phong Điền Trù làm Tỉnh Bắc tướng quân, kiêm hướng đạo đi trước, Trương Liêu đi thứ nhì. Điền Trù dẫn Trương Liêu đến trước núi Bạch Lan, vừa gặp Viên Thượng, Viên Hy cùng với Thập Đốn đem vài vạn quân kỵ kéo đến. Liêu phi ngựa về báo Tào Tháo. Tháo cưỡi ngựa lên cao đứng xem, thấy quân Thập Đốn đi lộn xộn không có hàng ngũ. Tháo bảo Trương Liêu: quân giặc không được tề chỉnh nên đánh ngay. Nói rồi đưa cờ hiệu cho Liêu. Liêu dẫn Hứa Chữ, Vua Cấm, Từ Hoảng chia làm bốn đường kéo xuống, cố sức xông vào đánh. Quân Thập Đốn rối loạn, Trương Liêu sọc ngựa chém chết Thập Đốn, tàn quân đều xin hàng. Còn hai anh em họ Viên vội dẫn vài nghìn quân kỵ mã chạy sang Liêu Đông. Tháo thu vào Liễu Thành, phong Điền Trù làm Liễu Đình Hầu trấn thủ thành. Trù hô khóc nói rằng: tôi đã là kẻ phụ nghĩa, mang ơn ngài cho sống là may mắn rồi, dám đâu bán Liêu Long rồi lấy tước lộc nữa, dẫu chết cũng không dám nhận. Tháo cho là người có nghĩa, cử Trù làm nghị lang. Tháo phủ dụ dân Hung Nô, thu được một vạn người tốt, ngày hôm ấy rút quân về. Bấy giờ tiết trời lạnh và khô ráo, 200 dặm đường không có lấy một giọt nước,
lương ăn cũng hết, phải giết ngựa cho quân ăn, phải đào sâu xuống đất 30-40 trượng mới lấy được nước uống. Tháo về đến Dịch Châu, thưởng cho người khuyên can lúc trước, nhưng đó bảo các tướng rằng: bữa trước ta thừa cơ đi đánh xa, may mà thành công, cũng là trời giúp, nhưng chớ nên thấy được mà bảo là việc nên làm. Các ngươi can ngăn là phải, nên ta khen thưởng, từ ra về sau, các ngươi đừng có ngại, có việc gì cứ thực mà nói. Tháo về đến Dịch Châu, thì Quách Gia vừa chết được mấy hôm, nên cử hoàng tại con đường, Tháo về tế khóc rằng: Quách Phụng Hiếu mất đi, đó là trời hại ta vậy. Khóc rồi nghĩnh lại bảo các quan rằng: tuổi các ngươi cũng bằng trạc ta cả, duy có Phụng Hiếu còn trẻ hơn, ta vẫn định ủy thác việc về sau, không ngờ nửa chừng chết yểu, khiến ta tan nát ruột gan. Lúc ấy bộ hạ của Quách Gia đưa một phong thư ra trình, nói: khi Quách công gần mất, ta viết thư này để lại dặn rằng, nếu thừa tướng theo đúng lời trong thư thì việc Liêu Đông sẽ xong. Tháo mở thư ra xem, gật đầu khen phải. Các tướng không hiểu ý thế nào. Hôm sau bọn Hà Hậu đốn vào bẩm rằng: dạ bẩm, thái thú Liêu Đông là Công Tôn Khang lâu nay vẫn không chịu phục, bây giờ Viên Hy Viên Thượng lại sang ở đó, tất sinh tai họa về sau. Chi bằng nhưng lúc chúng chưa hành động, ta đến đánh ngay, nhất định lấy được Liêu Đông. Tháo cười nói: không dám phiền đến oai hùng của các ông, vài hôm nữa Công Tôn Khang sẽ đem đầu hai em họ Viên lại nộp cho ta. Các tướng tá đều không tin. Nói về Viên Hy Viên Thượng, dẫn vài nghìn quân kỵ chạy sang Liêu Đông. Thái thú Liêu Đông Công Tôn Khang, bốn người ở Tương Bình, là con vũ uy tướng quân Công Tôn Độ, khi thấy hai anh em họ Viên đến hàng, Khang liền hợp các tướng lại bàn. Công Tôn Cung nói: khi Viên Thiệu còn sống, thường có ý muốn thôn tính Liêu Đông, nên Viên Hy Viên Thượng quân thua tướng mất, không chỗ nương nhờ, nên mới phải đem thân lại đây, có khác nào chim cưu cướp tổ chim thước. Nếu ta dung nạp, về sau tất nó phản, chi bằng lừa nó vào thành, giết nó đi lấy đầu nộp Tàu Công, chắc thế nào ngài cũng hậu. Khang nói: chỉ sợ Tàu Tháo để mình lấy Liêu Đông, ta nên giữ hai anh em họ Viên ở đây giúp ta thì hơn. Cùng nói: nên sai người đi do thám xem, hãy thấy quân Tàu đến đánh thì ta để hai anh em họ Viên lại, bằng quân Tàu không đến thì ta giết đi đem đầu ra nộp. Khang nghe theo, cho ngay người đi do thám. Nói về Viên Hy Viên Thượng đến Liêu Đông, hai anh em bàn kín với nhau rằng: quân Liêu Đông được dài dạn, kể cũng đủ sống với Tàu Tháo, nay ta hãy tạm đến nương nhờ, sau này sẽ giết Công Tôn Khang rồi cướp lấy đất, bồi dưỡng lực lượng chống cự Trung Nguyên, mới có thể lấy lại Hà Bắc được. Bàn định xong, hai người vào ra mắt Khang. Khang mày nghỉ ở nhà khách, giả ốm không tiếp vội. Được mấy hôm, quân gia thám về báo: giả bấm, Tào Tháo đóng quân ở Dịch Châu, không có ý gì hạ Liêu Đông cả. Công Tôn Khang mừng lắm, sai ngay quân Đao Phủ mai phục hai bên, rồi cho người mời hai anh em họ Viên vào. Chào hỏi xong xuôi, Khang mời ngồi. Lúc này trời rét lắm, thường thấy giường không có đệm, nói với Khang cho trải chiếu. Khang trợn mắt mắng: hai cái đầu chúng mày sắp rụng, là chỉ đích không có chiếu ngồi. Thượng sợ quá, Khang hét lớn: tả hữu đâu, hạ thủ ngay đi. Bọn Đao Phủ xông ra, chặt đầu hai người, đóng vào hòm mang đến Dịch Châu ý kiến Tào Tháo. Khi ấy Tào Tháo đóng quân ở Dịch Châu, Hạ Hậu Đôn và Trương Liêu vào bẩm rằng: thừa tướng không đánh Liêu Đông thì nên rút về Hứa Đô, sợ Lưu Biểu gây chuyện gì chăng? Tháo nói: đợi đầu hai anh em họ Viên đã, rồi sẽ rút. Mọi người đều cười thầm. Chờ có người vào báo: giả bẩm, có Công Tôn Khang ở Liêu Đông, sai người đưa đầu Viên Thượng, Viên Hy đến nộp. Ai nấy kinh sợ, sứ giả dâng thư lên. Tháo cười ha hả mà rằng: quả đúng như lời dự đoán của Phụng Hiếu, liền trọng thưởng cho sứ giả và phong Công Tôn Khang làm Tướng Bình Hầu, Tả Tướng Quân. Tướng tá đều hỏi: đúng như lời dự đoán của Phụng Hiếu là thế nào? Tháo liền đưa bức thư của Quách Gia ra, đại ý trong thư viết: nay ngay Viên Hy và Viên Thượng sang Liêu Đông, Minh Công không nên cất quân ra đó. Công Tôn Khang vốn sợ họ Viên thôn tính, hai anh em Viên đến hàng, Khang tất nghi ngờ. Nếu ta đem quân đến đánh, nhất định họ phải hợp sức chống cự, nôn nóng thì khó mà hạ được. Nếu ta hoãn lại thì Công Tôn Khang và họ Viên sẽ giết lẫn nhau, việc này thế tất phải xảy ra như vậy. Nghe xong ai cũng hứng hở khen giỏi. Tháo dẫn bọn quan lại ra đặt hướng án, tế trước linh vị Quách Gia một lần nữa. Gia khi chết mới có 38 tuổi, theo Tào Tháo đi đánh dẹp 11 năm, lập nhiều kỳ công. Người sau có thơ khen rằng: trời sinh Quách Phụng Hiếu, hào kiệt đã nứt danh, ruột chứa đầy kinh sử, bụng xếp chặt giáp binh, lập mưu ngang phạm lãi, bày mẹo tựa Trần Bình, đáng tiếc là chết sớm, Trung Nguyên cột trụ nghiêng. Tào Tháo mang quân về Ký Châu, sai người đưa linh cữu Quách Gia về Hứa Đô trước làm lễ an táng. Bọn Trình Dục đề nghị: phương Bắc định xong, nay về Hứa Đô nên đặt ngay kế hoạch lấy Giang Nam. Tháo cười nói:
ta vẫn có chí ấy đã lâu, các người nói chính hợp ý ta. Đêm ấy, ngủ trên lầu phía đông thành Ký Châu, Tháo tựa lan can, ngưỡng mặt lên trời xem thiên văn, Tuần Du cũng đứng bên cạnh, Tháo trỏ lên trời, bảo rằng: Phương Nam dưỡng khí chói lọi, nhị tất đã đánh được. Nhu nói: Quay thừa tướng như trời, đánh đâu chẳng nổi. Đang mãi xem, bỗng một luồng kim quang từ mặt đất bay lên. Nhu nói: Dưới chỗ đất ấy, chắc có củ báu. Tháo xuống gác, sai người đến tận nơi đào. Thế mới là, phương Nam vừa ngấm thiên văn rõ, đất bắc ngờ đâu, bảo khí sinh. Chưa biết đào chỗ ấy thấy lên vật gì, xem đến hồi sau sẽ biết.